Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Monster Legend và Mia Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái gì đang diễn ra đây. Cái event gì đây? Cái event lấy được 5 cái cuộn giấy có hình ngôi nhà này. Và chúng ta sẽ có thể là vào trong một số cái gì đây. Hình như là chúng ta có thể tham dự được một cái hầm ngục mới thì phải. Sưu tập đủ 5 cái cuộn giấy này nha. Chắc có thể Nemesis đây và cái Monster Crazy đây. Thời hạn còn 2 ngày cơ, mình còn 1 tiếng nữa. À còn 1 ngày nữa để xem. Rất là nhiều anh em lấy được cái con Legend này rồi nhưng mà mình chưa lấy được. Không biết sao mình xem quảng cáo khá đen đủi. Kể cả bên Dragon City ấy, xem quảng cáo rất là nhiều nhưng mà cuối cùng vẫn không được con gì cả. Tiếp mình sẽ cố gắng xem tiếp lần nữa. Và nó sẽ có một số cái runner cấp 6 khá là ngon. Ok, chúng ta sẽ lấy một cái runner cấp 2 ở đây. Và tiếp tục là chúng ta sẽ lấy vàng. Cái nhiệm vụ để lấy cái con có thanh kiếm bay xung quanh người của mình như gần xong rồi. Chúng ta chỉ còn là 1 hay 2 cái là xong thôi. Thì mình sẽ lấy luôn nhá. Mình đợi một chút vậy. Nhầm. Egypt Ancient đã đủ rồi đấy. Chỉ cần tối một game nữa thôi là ta sẽ lấy được cái con này. Và mình sẽ lấy luôn thôi, lấy luôn quả trứng của nó. Đấy, chúng ta sẽ có một quả trứng của con Chrysandre. Quả trứng mới này, đẹp chưa? Wow, rất rất đẹp. Nó có mấy cái như kiểu là cái vòng đeo cổ ấy nhỉ? À không phải, cái này vòng đeo trán. Đây, cho sẽ có con mới Chrysandre để cho anh em có thể xem. Tiếp theo thì mình sẽ đi lấy mấy cục Elementium ở đây này. Chắc là đơn giản thôi, chỉ cần là breeding một con quái là được thôi. Nào, ok. Chúng ta sẽ cần là breeding một con là xong. Repeat này. Cái con tiếp theo không biết là sẽ mất tốn bao nhiêu game để lấy nhỉ? Để mình sẽ xem. Bán hết mấy cái này đi, thật sự không cần nữa rồi. Ở đây có con gì đẹp này? À, Nemesis. Wow, à, Nemesis Changer. Con này thì cũng không được đẹp cho lắm đâu. Thế nhưng mình thấy là vậy. À, cái sự kiện này thì mình sẽ cần phải cho ăn đủ 1.2M đã. Thì mình sẽ được thêm 15 game. Trong ngày là kiếm game rất là dễ nhá. Bên Monster, à bên Dragon City mà cho như thế này thì có vẻ tốt không? 21 phút nữa mình sẽ mở thêm được một cái hòm ở đây. Legendary à? Chứa một con Legendary hệ lửa. Và giá chỉ... đắt thế, 275 game. Đắt quá. Relic, cái này thì mình không cần. Có cái nào rẻ không? Hôm nọ có cái rẻ lắm mà không mua được. 1.300.000 rồi. Lucifer, 50 cục xeo của Lucifer. Wow, 197.000. Chúng ta cần phải breeding đúng không? Vẫn chưa được nhỉ? Breeding lại cái Ancient đây. Và sẽ nhận được thêm 5 cục nữa. Cái con này chắc là chắn là không được rồi. Con này đẹp quá anh em ạ. Con Bandersnatch. Cá sấu có một cái bia mộ ở trên lưng này. Tay cầm một cái vũ khí lưỡi liềm à. Cá sấu đẹp thế nhỉ. Chắc con này rất là khỏe đây. Ok, xong rồi này. Đấy, được rồi. Chúng ta xem cái này. Con này. Wow, 1.819 game. 12 truyền breeding 12 con thôi. Không biết có kịp không? Chắc chắn là không kịp rồi. Thật kệ là cứ đánh thôi, vấn đề gì đâu. Nó giảm xuống khoảng 100 game thì mình mua luôn, xúc luôn. Chúng ta sẽ đi đầu với những con magma siêu nhân bò các thứ kia, chiến thôi. Cả một cái môi trường là môi trường cát nhá. Kim tự tháp này. Gloomy Doom, bọn này thì mình đã khá là quen rồi. Một con là 30k, một con là 32k. Nhanh chóng thôi. Hai hit với cái team gọi là thần chết như thế này thì chỉ một turn thôi. Kill cả team. Rồi và mình sẽ đợi 2 tiếng nữa để tiếp tục đánh như này. 3 trận là xong nhanh thôi. Lấy vàng cho thú ăn này và sinh sản. Sinh sản cũng như là ấp trứng. Chúng ta cứ ở đây sẽ được thêm cục 5 cục Elementium nữa. Đang full rồi. Chúng ta sẽ bán bớt đi này. Được chưa ta?
Chưa thấy được nhỉ. Sinh sản đi. Tiếp tục ở đây luôn. Bán luôn. Đó, mình được một quả trứng rồi. Và mình đợi phải chắc phải đợi khoảng tầm khoảng 9 tiếng nữa thì mới được thêm một quả trứng nữa. Ok, lấy vàng nè. Được xem được cái túi tiền vàng nào không? Hiện tại là không. 25.000 này. Mình đang có 23.45m rồi. Chắc mình sẽ xây thêm một số cái nữa. Đây. Không được, chắc chắn nó sẽ không được rồi. Phải đợi 9 tiếng nữa anh em ạ. Mình sẽ đợi 9 tiếng một chút. Repeat này, phía dưới này, lấy luôn. Và chỗ này thì mình đang xây dựng sẵn một cái chuồng Legendary để cho nở luôn. Đang có 5 người online à? Chào anh em cái. Hello anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Và chúng ta sẽ trồng thức ăn này. Tiếp theo xem có sự kiện gì đang diễn ra không. Không có. Mình có cần cho này lên ăn để lấy đủ game đi á. Chúng ta sẽ cho ăn để lấy đủ game đã nhá. Con này học thêm một cái skill Karmic Return. Sẽ loại bỏ tất cả hiệu ứng thôi. Không có gì cả. Đây xong rồi. Chúng ta đạt được 15 game ở đây. Vừa vặn luôn. Khá đẹp. Rồi thì chúng ta có nên test thử cái con Nemesis này không? Nemesis Challenger nó có 3 hệ: lửa, nước và sấm sét, tùy anh em chọn. Đẹp đấy. Mình sẽ thử cái tuyệt chiêu của nó nhá. Đôi cánh lửa cơ. Wow wow wow. Biến cả vùng này thành lửa cơ. Dã man. Thật sự dã man luôn đấy. Gây ra hiệu ứng lửa này. Chiêu này thì sao? One enemy thôi. Thử một phát nào. Chết luôn. Lao tới. Khỏe khỏe. Đam khá khỏe. Tiếp theo là chiêu này thì sẽ gây ra một đối tượng. Đam to thôi. Thằng này đam chỉ là to thôi. Có thể tất cả chiêu lại bình thường. Thử chiêu này cái. Lucky Fire. Tất cả enemy này. Khả năng burning và một chiêu gì đó. Đấy. Nó thêm một cái hiệu ứng gì đây này. Chiêu gì đấy. Ui. Là giảm đam, gây ra mù này. Toàn một cái đinh. Giảm 30% đam. Không biết được. Thử nước xem. Tuyệt chiêu nước sẽ có một cái tạo ra một làn nước à. Đôi cánh bằng nước kìa. Cũng như thế thôi. Thay lửa bằng nước. Tạo ra một cái vòng tròn bằng nước. Đấy. Ra một cái hiệu ứng lửa nhỉ. Chiêu này thì One enemy. Đóng băng à. Khả năng đóng băng này. Đấy. Ghê phết. Chiêu tiếp theo của nó sẽ là chiêu một enemy. Và cũng sẽ là đóng băng kẻ địch. Đóng băng nhau mấy tên nhỉ. Mình không để ý kỹ. Lucifer và tuyệt chiêu. Hai chiêu này giống nhau này. Chiêu này cũng giống thế thôi. Vẫn có Lucky Fire. Có hai chiêu đầu là hơi lạ này. Khả năng stun. Block stun với đèn chứ. Chiêu 2 cũng stun nốt rồi. Chắc chắn luôn. Và tuyệt chiêu của nó sẽ là tạo ra sấm sét à. Lửa vẫn là lửa thôi. Nó không thay đổi chiêu cuối nhở. Con này cũng đẹp. Vẫn gây ra hiệu ứng là lửa thôi. Rồi mình sẽ thoát ra nha. Đấy là test thử cái con mới của chúng ta. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ vào trong Crazy Day. Cũng không có gì mới cả. Nhận thêm được 15 game rồi. Mình sẽ tiếp tục là trong hầm ngục các kiểu thôi. Đánh trong hầm ngục này. Lấy game này. Hai con ánh sáng à. Cần hai con ánh sáng mới được à. Nemesis này. Ánh sáng mình có mấy con ánh sáng rồi ấy nhỉ. Chúng ta sẽ cho có một con tay gà ánh sáng thôi. Và một cái con ở trong cái thanh kiếm kia. Khó chơi đấy, thật sự khó chơi. Có golem kìa, có 3 con legend luôn. Cấp 93 thì đúng là hơi ngại. Thật sự không đánh được ấy, vấn đề là không đánh được. Rồi mình sẽ chuyển qua cái hầm ngục của thức ăn thôi. Như thế này là còn đỡ hơn một chút này.
Fighting, tiến lên. Chúng ta chỉ cần hai con thôi. Một con đâu rồi, đây rồi. Và mình sẽ, ôi, có Baron Chaiter này, đẹp. Fighting nhau. Và chúng ta sẽ dùng cái tuyệt chiêu, đó chính là điều khiển. Con này như không bị điều khiển này. Vẫn bị điều khiển à, ngon. Chảy máu, chảy máu dần này. Thấm chưa? Thấm nhờ. Đam to. Đấy, thế này mới sướng chứ. Uống rượu. Blinder. Khả năng gây mù. Ném bom. Nổ. Thì ra là mít à. Khả năng gây mù mà. Chúng ta sẽ tiêu diệt con nào trước đi. Giết con này trước đi. Baron Chaiter, giết nó luôn. Chết luôn. Còn hai con nữa. Đánh nhanh tiêu diệt gọn nào. Stun rồi. Hay hay hay. Mình sẽ có tuyệt chiêu gì đây? Lumidum à? Không có tác dụng trong này luôn. Thôi rồi, cho điều khiển này đi. Và tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu Lan. Bẫy. Bẫy lên. Đó. Tấn công vào đây thì một bị một đống bẫy nha. Tấn công luôn. Hơn 2k máu. Chết luôn cái con ném bom. Và chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu hết skill rồi. Hồi lại cái. Tiếp tục là sử dụng tuyệt chiêu này. Một phát cắn. Mít à? Hơi buồn nhỉ. Confusion. Tự động điều khiển mình. 20.000 máu. Wow. Phải nói là nó đam khá là to. Và mình sẽ quay xem được cái thức ăn gì không. Hai cục đi, một cục thôi. Được có 1.500 thức ăn thôi. Tiếp tục là lấy 2.500 này. Cái này thật sự rất là ít luôn này. Được 1k thức ăn. Ra được hẳn 1k thức ăn đấy. Mấy con cầm gương kia kìa. Thì trông hai vãi trưởng. Tiếp qua điều khiển này. Block rồi. Một cái à. Wow, một tuyệt chiêu này. Thoát ẩn thoát hiện à. Wow. Sát thủ à, báo đốm. Kinh. Vấn đề là tiếc là không đủ đam để giết hai con kia. Bốc hơi rồi. Đánh nhau đi. Confusion. Tự động giết mình. Có con bọ nữa cơ. Khả năng Daze khó chịu rồi. Phải nói cực kỳ khó chịu đây. Mình sẽ giết cái con cầm gương ở trước này. Một bé xong. Rồi chắc không cần phải để dùng con này nữa. Cho lâu ra. Đây tuyệt chiêu ám sát. Rồi. Một hit chết luôn. Rất tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay xem thức ăn nào. Và sẽ được cái gì đây. Chúng ta được 2 cục thức ăn là rơi vào khoảng 5.000 phút. Lên. Còn 2 trận nữa. Còn 2 trận nữa này. Chúng ta sẽ đối đầu ở đây. Để mình xem là không biết cái team war mình thắng rồi. Mình không biết được con gì không. Fighting nào. Monster Butter. Nào. Và mình sẽ dùng điều khiển tâm trí trước. Block hết à. Ghê vậy. Fata Ambush. Chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu con này kháng này. Kháng Possessor này. Bị điều khiển rồi, thanh niên bị điều khiển rồi. Kết liễu. Kết liễu này, selfie này. Selfie chụp ảnh, thanh niên selfie chụp ảnh. Deadlines. Confuser rồi, thôi xong rồi. Trời. Khó chịu nhờ. Có khi team còn chết ý. Phải nói là khỏe, con này rất là khỏe. Đánh nhau đi. Kháng Possessor, khả năng mất máu trong vòng 2 turn. Mình giết con này trước này, nó quá nguy hiểm. Giết nó đi, chúng ta sẽ quăng giết nó và điều khiển bọn kia một chút. Điều khiển con này đi. Con sư tử Pixel, Pixel Lion. Đã bị điều khiển. Bị điều khiển rồi. Mình đánh là mình sẽ tự đấm vào mặt mình luôn. Bó tay. Rồi. Ít ra mình còn búp cái gì cho mình ấy. Dùng chiêu cuối đúng không? Không chết kìa. Stun này, con này nguy hiểm nhờ. Phải nói con cầm điện thoại nguy hiểm quá.
quá nguy hiểm luôn. 100% đam, giết con nào đây? Hay rồi, hay hay. Chúng ta giết được con điện thoại là quá nguy hiểm đã. Bình thường không có chiêu gì ghê gớm lắm cả. Mình sẽ hồi năng lượng chúng ta và tiếp tục là điều khiển được team này trong vòng 1 turn nữa. Kiểu này là sao? Sợi. Bị stun ạ. Đen đủi. Cộng 50% độ chính xác, 100% đam. Confusion là tiếp tục là trừ stamina lên. Vào đây. Hơn 4000 máu luôn. Bị điều khiển rồi. Poison Blocker. Mình sẽ dùng từ chiêu này nha. Khả năng đây và bleed. Đó. Lên rồi, bây giờ ta sẽ được tăng độ chính xác và nhân đam. Ngon. Wow. Sát thủ báo đốm. Đâu rồi? Chém, chém, chém. Rồi. Vỗ tay luôn đấy. Để nó rất khỏe. Quá đẹp luôn. Và chúng ta sẽ tự quay số nào. Ngon đấy chứ nhờ. Không nói quá tệ đâu. Phút 20k. Và mình sẽ còn một trận duy nhất nữa ở đây này anh em. Nó sẽ vào thôi. Trong này thì wow, có con Nemesis này. Người nó sáng chóe luôn kìa. 50% kháng chiêu kìa. Khó chịu rồi. Mình biết ngay là nó sẽ bị đánh miss mà. Giết nó. Chảy máu. Giảm đam đi. Hay rồi. Nó sẽ bị giảm đam. Trừ 20% đam. 7k. Không có gì quá khó khăn cả. Gấu uống rượu. 5000 máu. Được. Quái vật cầm gương. Cũng 5000 máu. Strong đấy. Khá là ổn rồi đấy. Nhờ. Ok. Chúng ta sẽ điều khiển thôi. Tại vì con kia có thể là dùng chiêu lan được. Đã được một phát này. Một phát nữa. Quá đẹp. Tốc độ quá nhanh luôn. Chúng ta dùng chiêu đầu nha. Chiêu đầu hơi yếu nhờ. Chiêu này thì khả năng gây ra chảy máu 30% đam thôi. Yếu quá. Chiêu này đi. Nhưng chiêu này không gây ra hiệu ứng gì cả. Chiêu này đi là được. Bẫy lên. Đấy, toàn là trông gài bẫy các kiểu. Mít. Bị blind mà. Trừ khoảng 3k mấy này. Trừ 20% đam. Trừ cả stamina. Gương vỡ. Hơn 3000 máu thôi. Hồi năng lượng ấy. Con này thì có thể điều khiển thêm lần nữa này. Điều khiển phát. Đã điều khiển. Ready to hunt. Đây là tăng đam thôi. Bẫy lên. Tiếp tục là bẫy lên này. Vẫn không chết được nhỉ. Mình có hơi vội không? Đáng lẽ mình nên để thôi chẳng. Thằng nào cũng giết luôn mà. Xong luôn. Chúng ta đã hạ gục được xong cái con này nha. Victory rồi. Và mình sẽ bắt đầu quay số nè. Mình sẽ cần lập thêm một team mới. Và chúng ta sẽ cho con hổ này vào lại một này. Chrysandre rồi. Và mình sẽ đi up Chrysandre đi. Có con gì ở dưới đây nữa không nhỉ? À đúng rồi. Chúng ta vừa kết thúc cái sự kiện là team war. Và chúng ta vẫn là 991 thôi. Vẫn chưa đủ tiền. Mình đang định mua một con. Mình đang định mua cái con này này. Con này đẹp phết. Con Chion này. Không biết là khỏe hay không. Nhưng mình mua để sưu tập thôi. Nhìn rất là đẹp. Ờ, cái nhiệm vụ này đã xong chưa nhỉ? Đấy, lại được thêm đấy. Tự nhiên được thêm cả hai cái luôn. Sell bán luôn. Thử bán đi xem liệu rằng có được không. Tự nhiên được hai con luôn này. Quá ngon. Chắc mình tưởng phải đợi hồi chứ nhỉ. Egypt Ancient nó giảm xuống còn có 1568 thôi. Lúc ấy là 1000 bao nhiêu nhỉ? Không nhớ lắm. Thử chơi hết đêm nay xem có được lấy được con này không. À không, lúc ấy là chưa sinh sản. Đây, bây giờ mới được này. Chắc chắn là sẽ không được. Cho khỏi phải là suy nghĩ đắn đo gì cả. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.